gì. Chào mừng các bạn đến kênh Thanh Nhã Vlog nha. Thì hôm nay mình sẽ vô của nó chơi một cái trò chơi, mình sẽ chọc cười cho nó. Nếu mà ai thua thì sẽ đưa cho mình 10.000 nha mọi người. Thì bây giờ đi theo mình. Rồi đó, anh trong phòng nha mọi người. Tại sao? Vậy anh ba. Hôm nay anh ba có một hết đặt chơi cho mấy con lớp, thế là anh ba đứng chọc mấy đứa, nhưng mà đứa nào hồi đứa đó đưa anh ba 10k. Tại sao anh ba? Đứa nào không hồi tao. Đứa nào không hồi thì thôi. Tại sao? Anh ba kiếm thêm mùa dịch thì tại sao? Này cái chuyện mới chơi mình đó, chơi mình đó. Anh ba đứng đây không? Nếu mà mấy đứa ngồi dưới anh ba đứng đây mấy đứa, anh ba chọc mấy đứa cừ. Nếu mà ai cừ người đó sẽ đưa anh ba 10k. À, là chơi chọc cừ đúng không? Ừ, chơi chơi gọi mà. Cái này anh ba ra kiếm mùa dịch. Ví dụ bà mấy em còn cười, anh ba cho tiền không? Cho. Cho nhiêu? 5k. Rồi. Cho 5k. Có lệ chứ, mới có lệ chứ. Rồi, ok, ok. Rồi bây giờ chơi đúng không? Chơi luôn. Anh ba chọc, mấy em chỉ cần cười hé răng hay sao? Hay là mấy em chỉ cần lên tiếng hay là cười thôi? Ba nói cười cho em. Hé răng rồi. Hé răng bị luôn. Hé răng bị. Hé răng tao thì sao? Mày... Hé răng lên tiếng mở miệng thì sao? Gì? Hay gần lên tiếng mà mày. Bây giờ tao là lỡ. Thì tao là sao? Thì ăn sáng mày thôi chứ sao? Thằng sáng thằng hư không? Anh nó bị hư. Ok mọi người, là hôm nay anh ba đặt thử thách cho mình nha. Tại vì cái trò này tụi em đã chơi rồi. Ba anh ba cũng đặt thử thách đúng không? Đúng rồi. Thử thách em chơi anh ba 10.000. Trời, cho anh ba thử thách chết đi. Ok thì tôi nhìn ăn ba bữa đó mọi người. Không biết sao nha. Nhưng mà thử thách thì anh em mình chơi mọi người, là thằng nào mà thắng là ba đưa 5.000 nha. Đúng rồi. Còn em thôi, em đưa ba thằng 10.000. Đúng rồi. Thử cá là 10.000. Thử cá 10.000. Rồi, ok. Xuyên xưa mùa dịch. Thì giờ mấy em nhận được nhiêu phút? Giờ một vòng là mấy em nhận một được vòng. Nè, một vòng. Một vòng là mấy em nhận được 3 phút là mấy em được 5k của anh ba. Một phút thôi. Một phút. Một phút luôn. Một phút. Ok, còn sau một phút đó mà em cười là anh đơn ba 10.000. Ok. Ok. Ok, chấp nhận lắc của anh ba mọi người. Nãy giờ anh ba chào mọi người chứ. Chào ơi. Ba chào mọi người đúng không? Má chào. Ok, chào tất cả mọi người đến với kênh Thanh Nhã Vlog nha. Bữa nay anh ba thử thách anh em mình, thì anh em mình chơi nha mọi người. Nhất. Ok mọi người, thì bên đây chính là không, bên đây chính là anh ba nha mọi người. Đó, anh ba đứng đó. Đó, thì anh ba muốn quá trang sao đó, anh ba quá trang, mà miễn là trong vòng 1 phút mà tụi mình nhận được cười, anh ba sẽ cho tụi mình một đứa 5.000. Ok. Nếu như mà trong vòng 1 phút mà một trong những đám mình cười thôi là thằng đưa mình ba 10.000. Vậy? Ừ. Được lại. Được lại gì đi? Tốn tiền à. Vô, chơi với anh ba sợ anh ba hả? Ờ vô. Đúng vậy. Trong khoảng dây điện là lại tới chỗ cái miếng đêm nha, miếng đêm này nha. Ờ, nói chung là nói chung là giờ nè. Bây giờ anh ba đi ngoài. Ừ. Xong ba mới nghĩ vô ba làm phải không? Ba làm bắt đầu lên ba tung cửa vô ba làm này. Ba có nhạc gì đó? Không được ha. Có thời gian. À có thời gian hả? Một phút mà. Một phút mà. Em bấm giờ, em bấm giờ, em bấm giờ. Em bấm giờ. Một phút mới đúng chứ. Rồi ok, em bấm giờ. Rồi bây giờ tông vô là bấm liền á. Chưa ra. Đây, đợi, đợi. Đợi nghe mình cười chứ cái đi. Đừng cười nha. Rồi. Thế chứ anh ba? Rồi. 1, 2, 3. Chạm nhầm long rai. Tiếp nữa rồi, điểm này đã rồi, rồi, rồi mới 18 giây bị cười rồi, 60.000. Rồi đâu rồi, là tới luôn. Trời, mày giờ kiếm tiền cứ chạy. Để cái 60.000. Mày bị nguyện. Rồi, mày ngồi lại ngồi lại, lần 2. Lần 2 nha. Mày chỉnh cừ nó lắm chứ coi. Mày nè. Đấy là không biết. Không mà theo là không cần luôn. Gì vậy? Được chưa? Một. Phải mang đặt lại cho anh ơi. Sẵn sàng cho anh ba. Rồi. Một, hai, ba, bắt đầu. Chạm nhung. Ra con chồng ông của đội có một chồng thôi rồi, ba sẽ chuẩn bị với ba luôn rồi. Đúng rồi, chuẩn bị ba còn mình. Ok mọi người, mới 15 giây là bị nữa rồi, anh ba đi 120 rồi.
tay tóc thì nãy giờ nó chậm nó nghĩ được rồi. Bây giờ nhìn cười thiệt là hôm nay nó chơi nhìn cười không? Người ta kiếm ngày trời không được 120 nó vô nó chập vô được 300 giây nó lượm mày 120 ta rồi. Dạ với con người. Đi ra đi. Đi ra đi tí rồi đó. Lại nè. Anh ba đứng rồi, anh ba đứng ngay chỗ cửa rồi đứng đi ra đây ngay đây mà điện hổ mấy đó. Anh ba đứng sát cửa anh ba làm thôi nha. Rồi. 1, 2, 3, bắt đầu. Просто мраз не запретит. Ok mọi người tiếp tục nha vòng thứ tư nha mọi người. 1, 2, 3 bắt đầu thôi. Vâng rồi. Cho em xem đến tiếng quát cho mọi người nghe. Dạ. 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 Dạ
1, 2, 3, bắt đầu. Mày chết hình. Cái cuộc đời giải kiếm tiền như vậy. Ai sợ mình lấy lỗ. Nói sao lời được. Thôi giờ chơi 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 giờ chơi kèo sát kén nó đi. Chơi sát kén hả? Ờ chơi giờ nhiêu tiền mấy chịu chơi không? Không thì chơi mày cúi đi. Chơi thôi lắm hai là thôi luôn. Mày cúi đi. Mày cúi thì ví dụ là một là quỳ nợ anh ba, hai là anh ba gấp đôi. Chơi bình thường. Gán cái bay. Giờ này mày cúi hả? Ok, ok mọi người, thì bây giờ anh em mình sẽ chơi cái chén này với ba nè, ba chịu chơi không? Chơi chơi bình thường. Giờ chơi là Hansel. Showman. Chơi luôn. Thì hết luôn, hết luôn. Là ví dụ mấy em cười phải không? Làm em cho anh ba thêm 3.9 nữa. Gấp đôi á. Gấp đôi luôn. Ví dụ á, anh ba hắn của em là được gấp đôi, anh ba thua là anh ba quỳ nợ cho em. Trắng tay làm lại từ đầu á. Trắng nha, là cái trận này ba phải là cái đôi nó cao cao luôn nha. Bình thường. Bây giờ đây mình gán nhịn cười cho mọi người, gán hết sức nhịn cười qua 30 giây này nha. Ok không? Ok, chơi chơi. Rồi các bạn đi nghỉ đi, anh ba nhặt xe. Anh mời đừng sẵn, anh nói em nha. Tâm lý mình phải giữ đi. Vô hè này em hết giữ rồi. Mình phải suy nghĩ vậy. Mình phải suy nghĩ những lúc mà nó quậy phá rồi đó. Ở ngoài. Hôm qua, y như hôm qua mọi người, mình đang edit gần xong clip rồi, nó vô nó cút chui điện. Nó cút chui điện mà đi edit lên từ đầu. Ngoài nó chơi trên tâm lý nó ngồi vô đập các bạn luôn. Đậu luôn. Đậu luôn. Đậu luôn. Máu, hai, ba, bắt đầu. Xem mẹ 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 trời ơi bão tắt mưa sơn. Ok, bây giờ chơi cái nữa. Cho khen nữa vậy. Show khen nữa. Rồi bây giờ mình hát với em hả? 30 giây phải không? Bây giờ em nhận 1 phút luôn. 1 phút luôn hả? 1 phút luôn. Để show khen, để show khen tiền lớn. Tiền lớn, 1 phút luôn. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ chơi 1 phút với anh ba là show khen hết nha mọi người. Ok không? Rồi có ý tưởng mới mới được. Ý tưởng mới nha. Được, ý tưởng mới. Mọi người cũng làm, phải chọc cười, phải chọc trần phía đó rồi. Tại lần này phải quay không đây. Ok không? Cho mọi người xem chứ, đúng không? Ok. Nó hôi là một ba lần lên em. Không. Ngầu ngoài không? Anh phải ngầu ngoài không? Đâu rồi. Cái gì vậy? Cho đi. Ừ. Lên lên chip. Ừ, đó là cái đó em chịu không? Được chưa? Buồn 1, 2, 3, bắt đầu. À xì. Rồi xong rồi. Great. Rồi thôi.
Giờ bán đấy. Đau cái gì vậy? Cái cười quá thì bị đau nè. Cái cười quá bị đau dây lên. Vâng. Người đau không? Đau quá. Mở đúng không người? Tại biết sao mọi người, anh Ba là cái thằng phần mà tấu hài cho cái phòng ở đây. Tối khuya bao nhiêu ngủ bằng cái tấu hài cho nó giỡn đụng đụng cười y y bên đây. Nói chung là anh Ba nè, trong nhà là có phá cũng có nè, báo đời cũng có nè, anh Ba nè cười cũng có, mà anh Ba làm cái gì cũng có, anh Ba ngáo luôn. Đó, thì trong nhà này nói chung là anh Ba có thể làm tất cả luôn mọi người. Cường cường nó giật cái dụng dây gì sao chứ nó không thắng nữa rồi đó. Giờ anh Ba là chưa vậy? Chữ tư chữ gữ tấp chục rồi. Chữ gữ rồi đó. Chữ gữ rồi đó. Gắn 3 triệu đi, gái gì thì gắn 5 triệu đi. Rồi ok. Ít thôi. Bây giờ nè, dòng này nếu như mà mấy em thua trừ nợ với mấy em 1 triệu. Ok. Vậy bỏ đi mấy mình thua. Nếu như mấy em thua là anh Ba sẽ được 3 triệu. Còn nếu như mấy em thắng trừ nợ cho mấy em 1 triệu là anh Ba sẽ được 3 triệu. Ok 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 ok. Anh nhảy cái tiền rồi đó. Không có nổi. Bà bán cái anh Ba. Không có nổi. 20 giây. 20 giây. Ok 20 giây. 20 giây. 20 giây luôn. Tại vì trong này mình để mình nhìn vô không được rồi. Chơi không? Quay chỗ ta chơi không? Chơi. 20 giây à. Rồi nha. Nhìn anh Ba nha, không là anh Giang nhìn chỗ khác nha. 1 2 3 bắt đầu anh ơi. Tao bắt đi mua nhanh luôn. Tao bắt đi mua nhanh luôn. Không, người ơi, nhẹ quý vị sao đi mà. Đúng, chịu. Không, phải không? Không, dạ, cho đó, 500 mấy ngàn à. Anh Ba gọi 500 hả? Chơi không? 500 hả, xỉ cái. Chơi đi cho anh Ba 500 giây suy nghĩ đó. Giờ nào mẫu anh Ba chơi tiếp để nhận 1 triệu đồng. Đúng. 2 1 triệu đồng phải không? Anh Ba chơi tiếp, ví dụ mà mấy em thua là 1 triệu, mà mấy em thắng là anh Ba quỳ nợ. Là về thì trắng tay. Rồi, nếu như còn lựa chọn thứ hai là anh Ba sẽ lấy 500 ngàn và nghỉ về chơi. Ok, mấy giờ? 30 giây nhiêu giây? 30 giây, 30 bao nhiêu? 40 giây đi. 40 giây. 20 giây. 20 giây nhanh quá. 30 đi. 30 giây. Rồi 30. Vô. Anh Ba sẽ khổ chưa? Ok, thì mày cố này nếu như Ba thắng anh Ba sẽ được 1 triệu cho mọi người. Nếu như anh Ba hôn, Ba mất trắng. Tôi nhìn nó tao chịu không nổi gì. Không nổi. Mà tao cắn cái lưỡi tao đau bởi vì tao không cười á. Mà là anh tái mặt anh á. Mặt anh nãy giờ anh Ba không chạy. Không. 2, 3, bắt đầu anh ơi! Chúc mắt đi một người nhé! Chúc mắt đi một người nhé! Chúc má! Má hát cờ lại, tiếp! Mà nằm qua ta là có nhau! Bên anh em mãi không nhạc phải! Dù cho bao khó khăn, tình anh em vẫn luôn bền vững. Ba, kêu cái điệu nhảy lắc lắc của Ba đâu? Nhảy của Ba đâu? Xin lắc điệu nhảy của Ba. Nhảy lắc lắc lắc. Đâu lắc rồi? Ừ. Rồi. Chỉ mà biểu cảm gì rồi vô rồi. Cho anh Ba một vòng khuyến mãi đi. Ờ, giờ vòng khuyến mãi anh Ba thắng em cho anh Ba 200. Ờ, ok đi. Ok không? Ok. Giờ anh Ba chọc. Không, anh Ba nhảy. Giờ em ra đợi luôn nha, anh Ba nhảy. Cái mặt anh Ba đơ. Mặt Ba đừng biểu cảm gì hết. Mặt Ba đi đơi rồi ơi. Rồi. Trong vòng 1 phút mà. Trong vòng 1 phút mà mấy em không cười á. Hả tìm Ba đi mấy, hả tìm Ba hả mua. Mấy em cười anh Ba được hay sĩ á. Ok. Rồi. Mày gặp ba chấm lưỡi đi chứ. Từ từ, tôi chưa bấm dịch. Đồng hồ đâu đó hả? Đây nè.
Rồi. Rồi 1 2 3 bắt đầu nó. Nhưng mà nhìn tao. Nụ cười là 12 khúc bổ mọi người. Nãy giờ anh ba cho anh em mình uống một đống khúc bổ luôn. Ok bây giờ tôi cảm thấy không? Tôi cũng mất mất xung quanh cũng lửa. Ok. Cảm ơn anh ba đóng góp trong clip này mọi người. Anh em mình sẽ hùng hàng 50 để cho anh ba. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người ha. Bye bye.